quán nào quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Thì hiện tại em đang ở khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang. Thì trong video hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị các bạn một cái quán bún cua, dè mực và tàu dằn hộp vịt lộn luôn. Phía trước quý cô chú anh chị các bạn đó là cây cầu Sáu Hành đó. Nếu mình đi thẳng luôn là mình đi vô ngọn Tầm Du. Còn mình đi cái chiều ngược lại đó là đi ra ngoài Trà Ôn, cầu Trà Ôn. Thì cái quán bún cua dè mực nằm phía bên đây. Đây nè, giờ này thì cũng trưa rồi quý cô chú anh chị các bạn. Quán bún của mình là mở khoảng mấy giờ tới mấy giờ hả chị? 6 giờ rưỡi sáng ha. Tới chiều luôn hả? À tới 3 4 giờ chiều. Dạ. Yeah. Hết sớm dẹp sớm. Đây có bún cua với dè mực. Một tô bún cua vậy là mình bán nhiêu ha anh? 20. 20 ha, bình dân ha. Thường mấy giờ là cái giờ cao điểm của quán mình ha? Khách giờ nào mình lấy khách cũng vô lay gai ha, chứ không có cái giờ cao điểm cố định phải không? Dạ. Tôi bún. Mình bán đây lâu chưa ha anh? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Bún gồm có cá chả, da heo, thịt sắt. Đây với lại là khoanh giò. Rồi cái này là mình để dè mực vô nữa là đủ đó không anh? Đủ. Ngoài khoanh giò ra còn có cái gì nữa không? Có xương được không? Xương với khoanh giò ha. Đây nè, một tô đầy đủ là gì nè quý cô chú anh chị các bạn. Da heo, dè mực rất là nhiều luôn. Cho mì của ai? Không biết không gì chứ nha. Nó
Ủa mình múc vô cái ca để mình châm vô bịch cho dễ ha. Một bịch như vậy là cũng 20 ngàn luôn à. Đây là cái quang cảnh của không gian quán nè quý cô chú anh chị các bạn. Giờ này thì cũng khoảng 12 giờ trưa rồi. Thì cũng có mấy cái anh bán hàng tiếp thị ghé đây ăn trưa nè. Thuốc lá An Giang. À, anh tiếp thị bên thuốc lá An Giang hả anh? Dạ. Công ty thương mại miền Nam. Dạ. Anh thường ghé đây ăn không? Thường anh. Dạ. Bán cái khu vực này là ghé đây ăn ha. Dạ dạ. Dạ. Quán này ngon mà. Đúng không? Còn ha, mai mốt ghé ăn nha. Bán mấy năm rồi, bán bao nhiêu năm rồi. Này này chưa ta? Cũng là lên bây giờ đúng không? À, YouTube á, YouTube á. YouTube là YouTube đó. Nghe. Đây anh trai ăn mì gói. Mì gói cua. Để ủng hộ cả nhà ơi. Dạ. Ủng hộ hút luôn rồi. Đi ra tờ ba. Này bỏ ăn gì chú? Dạ thuốc lá cô. Thuốc lá hả? Dạ. Có ăn chưa? Ngon chưa? Mà còn đứng đây hả? Ăn chưa? Phá tiệm chưa ta? Phá rồi ông ơi, đợi anh tới đây cũng phá. Không nhớ nữa. Rồi, không mất rồi con. Bây giờ ra ngủ rồi, nóng mình không nóng. Có ăn rồi rồi tiếp mẹ giùm ăn, chúng ăn đứa con. Ừ, chút nữa đi ngang đứa con nha. Được không? Thấy bà đây. Không mấy kêu thêm cho con phần cá chả. Đâu đâu. Đấy em đâu hỏi. Không đâu, hết thêm phần cá chả. Mà chưa được á. Có hết trơn à, ta no rồi đó. Cái này nó ngoài bông, cho mình nó trả ha, anh Vũ ha. Đi hả? Ờ. Đi 2 ngày nãy á. Đi 2 ngày nghỉ. Ừ. Đi về đứa nào đấy, nắm đen nó đỏ luôn rồi. Lấy 5. Lấy 50 nhân 2 nhân 4. 26. Đầy đủ đi. Ờ, để đầy đủ luôn à. Xương nạc ha. Ờ, xương nạc á. Xương nạc, thịt sắt, rồi cá chả. Cá chả, da heo. Với dè mực nữa là đủ. Tà hủ luôn, dằn luôn. Có tà hủ dằn trong tô bún luôn hả? Là dằn luôn. Má có để gì má?
rất là nhiều topping luôn. Đồ đặc biệt chỉ 25.000 thôi. Đây là tô bún cua mà có tàu dặn nè quý cô chú anh chị và các bạn. Thì tô bún cua bình thường đó ảnh bán 20.000 mà có miếng tàu dặn nữa là 5.000 nữa là 25.000. Ồ, về mực rất là nhiều luôn nè. Đây tàu dặn. Đây là huyết. Về mực. Trong rất là hấp dẫn luôn. Ồ. Để em ăn thử miếng chả. Chả của anh cũng rất là ngon. Ly đá mía đây mình bán nhiêu hả cô? Ly mía gì 5.000, còn nếu không đầy ly là 10.000. Ly nước đá mía mà có nước đá đó là 5.000. À. Còn cái này là ly nước mía không 10.000. Nước không 10.000. Dạ. Ồ. Đầy tràn luôn ha. Lớn thì 10.000.